vận động viên của Việt Nam sẽ xuất phát ở đường chạy số 6. Đó là Nguyễn Thị Ngọc. Bốn trăm mét đầu tiên, hy vọng rằng Nguyễn Thị Ngọc sẽ tạo ra lợi thế cho đội tuyển điền kinh Việt Nam ở nội dung này. 4 lần 400 mét tiếp sức nữ. Người tiếp theo sẽ đón gậy từ Nguyễn Thị Ngọc là Hoàng Thị Minh Hạnh. Năm 52 giây 53 đang là thành tích của vận động viên giành huy chương vàng nội dung 400m nữ tại SEA Games lần này, vận động viên của Malaysia Serin. Nguyễn Thị Ngọc của Việt Nam đang là người dẫn đầu. Một chút lợi thế dành cho Hoàng Thị Minh Hạnh và những người đồng đội ở phía sau. Hoàng Thị Minh Hạnh với những sải chân rất mạnh mẽ cũng đã ngay lập tức tăng tốc và tạo ra lợi thế cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Lợi thế là rất lớn ở thời điểm này so với vận động viên đứng ở vị trí thứ hai, vận động viên người Philippines. Các vận động viên còn lại là những vận động viên của đội tuyển điền kinh Thái Lan và Malaysia. Tám trăm mét đầu tiên sắp sửa được các cô gái Việt Nam hoàn thành. Còn lại khoảng 100m cuối cho Hoàng Thị Minh Hạnh. Người ở vị trí thứ 3 trong line up của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Thị Hằng. Vẫn là những lợi thế tương đối lớn dành cho các cô gái của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Khoảng cách đang ngày một được nới rộng giữa các chân chạy của Việt Nam cũng như là các chân chạy của Philippines và nhóm phía sau. Nếu như Nguyễn Thị Hằng giữ được lợi thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào cái tên cuối cùng. Có thể nói là chùm cuối của nội dung 4 lần 400m tiếp sức nữ. Đó chính là Nguyễn Thị Huyền, người đang sở hữu 12 tấm huy chương vàng tại các kỳ SEA Games. Nguyễn Thị Hằng đang rất cố gắng để mang về thật nhiều lợi thế cho người đồng đội Nguyễn Thị Huyền. Nguyễn Thị Huyền đang chờ đón để đón gậy của Nguyễn Thị Hằng và bây giờ sẽ là màn bứt tốc của Nguyễn Thị Huyền. Nhà vô địch SEA Games ở cự ly 400m rào nữ cũng như là 4 lần 400m tiếp sức hỗn hợp. 400m là cự ly sở trường của Nguyễn Thị Huyền. Và với lợi thế này thì đương nhiên vận động viên của Philippines không còn bất cứ cách nào để có thể vượt qua Nguyễn Thị Huyền của chúng ta nữa. Chắc chắn đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có thêm một tấm huy chương vàng ở kỳ đại hội lần này. Đây sẽ là tấm huy chương vàng thứ 12 của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32. Khoảng cách quá xa. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem Nguyễn Thị Huyền cùng với các đồng đội có thiết lập nên một kỷ lục nào đó hay không. Những mét cuối cùng dành cho Nguyễn Thị Huyền. Và huy chương vàng dành cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. 3 phút 33 giây 06. Philippines, Thái Lan và Malaysia là những vận động viên tiếp theo cán đích. 4 chân chạy của đội tuyển Việt Nam đã thể hiện rõ sự vượt trội của mình ở nội dung này. 4 lần 400m tiếp sức nữ. Tấm huy chương vàng sức của Nguyễn Thị Huyền. Và là chiếc huy chương vàng thứ 13 mà chân chạy người Nam Định có được. Theo thống kê mới đây nhất mà chúng tôi có được thì 13 tấm huy chương vàng tại kỳ đại hội, các kỳ đại hội chưa phải là con số kỷ lục mà các vận động viên sở hữu. Trước đó trong lịch sử các kỳ SEA Games đã có một vận động viên của Myanmar, vận động viên Jennifer, sinh năm 1949, sở hữu tới 15 tấm huy chương vàng ở các kỳ đại hội. Và chúng ta sẽ cùng một lần nữa theo dõi lại những bước chạy vô cùng ấn tượng và đầy niềm tự hào, kiêu hãnh mà các cô gái Việt Nam đã thể hiện ở nội dung
4 lần 400m tiếp sức nữ. Lợi thế cứ ngày một lớn dần. Những bước chạy của Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng đã tạo ra những lợi thế lớn cho đội tuyển điền kinh Việt Nam ở cự ly này. Và sau đó không có bất cứ vận động viên nào có thể vượt qua được Nguyễn Thị Huyền khi chân chạy của Nam Định đã có một lợi thế tốt như vậy. Huy chương vàng dành cho đội tuyển điền kinh Việt Nam ở cự ly này là hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta cùng xem lại những bước nước rút của Nguyễn Thị Huyền. Không có đối thủ. Vào ngày 19 tháng 5 tới thì Nguyễn Thị Huyền sẽ bước sang tuổi 30. Sẽ là một màn đón sinh nhật sớm thật sự tuyệt vời đối với Nguyễn Thị Huyền. Mặc dù năm nay thì Nguyễn Thị Huyền cũng đã để tuột mất một tấm huy chương vàng. Đó là ở nội dung 400m nữ. Khi Nguyễn Thị Huyền của chúng ta bị xếp ở làn chạy không thực sự thuận lợi. Nhưng cuối cùng thì Nguyễn Thị Huyền cũng đã hoàn thành các nội dung thi đấu của mình tại SEA Games năm nay cùng những người đồng đội của mình với thêm một tấm huy chương vàng nữa. Tấm huy chương vàng thứ 3 của Nguyễn Thị Huyền tại kỳ đại hội lần này. Những cô gái vàng của thể thao Việt Nam vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình ở thêm một kỳ đại hội nữa. Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền. Bốn cô gái đã làm nên tấm huy chương vàng cho đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng như đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung 4 lần 400m tiếp sức nữ. Đó sẽ là nguồn động lực lớn cho các người đồng đội ở những nội dung tiếp theo. Trên khán đài của sân vận động Morodok Techco, chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của rất nhiều những vận động viên Việt Nam của các môn thi đấu khác nhau. Trong đó có cả các vận động viên ở môn bóng bàn cũng đang ra sân để cổ vũ cho những người đồng hương, những người đồng nghiệp của mình. Còn đây là những cô gái giành vị trí Á quân ở nội dung 4 lần 400m tiếp sức nữ. Các cô gái của Philippines. Philippines có thế mạnh khi họ nhập tịch những vận động viên từ Mỹ ở các cự ly ngắn. Nhưng ở đường chạy tiếp sức thì điền kinh Việt Nam vẫn luôn thể hiện được ưu thế của mình. Xem trọn vẹn SEA Games 32 trên Facebook, YouTube, TikTok, Netsport.